Tái dương tính với con virus corona là nỗi ám ảnh của cư dân đô thị. Trong khi những trường hợp này, cả khu phố sẽ lâm vào cảnh bị phong tỏa như việc đang xảy ra ở lốc chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Sài Gòn. Ông Thuận, một người có nhà sát bên khu cách ly, nói: người ta sợ, hoang mang, người ta nghe, người ta không dám đi tới. Giờ chỉ có nhân viên công lực mới được quyền lui tới đây. Ông Hải, nhà kề bên khu cách ly, chia sẻ: thì tất nhiên phải có hoang mang rồi, có gì đâu con. Tái nhiễm là cũng sợ. Nói chung mình ra đường mình đeo khẩu trang, mặc dù hết dịch, nhà nước công bố hết cho người dân người ta thoải mái rồi, nhưng mà mình phải đề phòng, ra đường phải đeo khẩu trang rồi cấm lui tới những chỗ đông người đó. Hết dịch như cách nói của ông Hải có nghĩa là nhà nước đã dỡ bỏ lệnh cách ly toàn xã hội, song vẫn cần cẩn trọng vì chuyện tái dương tính với con virus corona này đang quá đỗi khôn lường, và việc phong tỏa như vậy khi có ca tái nhiễm, theo ông Thuận, đang khiến người dân thêm hoang mang. Chăm lo chứ, bệnh nguy hiểm, cái bệnh này đâu biết chứa được, ba vi khuẩn này mà. Thì khi nằm im đó, thời gian nó hoạt động lại, không biết đâu. Mấy cái bệnh này đâu có biết được. Bác sĩ mấy gần gũi mà còn bị nhiễm, mà kỹ mà còn bị... Đâu có tránh được, người là người vậy thôi chứ. Có những người lo lắng về chuyện tái nhiễm, thì cũng có người mang tâm lý phó mặc, bà Thoa nói. Nói gì giờ? Người ta bệnh thì người ta đem cái đi rồi, còn giờ ở đây nó cách ly với đó là những người ở trong chung cư thôi. Thì cách ly là cho đi xa, đi xét nghiệm. Chứ lo gì giờ mà lo, chuyện tới nó tới chứ lo gì nữa mà lo. Chính tâm lý chuyện tới thì nó tới như lời của bà Thoa đang khiến yêu cầu giãn cách xã hội nơi công cộng gần như bị nới lỏng tuân thủ so với lúc còn duy trì lệnh cách ly toàn xã hội. May mắn là ca tái nhiễm virus corona ở Việt Nam hiện mới ở đơn vị hàng chục.